Gánh chút nào chưa? Cái sim này để mày. Tao thích cái không gian này, bởi vì nó cho tao cảm giác tao được về nhà, tao được sống là chính mình, tao được thảnh thơi. Tại sao mày cười? Mày diễn kịch dở lắm. Đau lắm hả? Giỡn thôi mà. Trả lại cái sim cho mày. Mày cho tao hả? Trả lại cho mày. Chứ không phải của mày à? Của mày. Nó là của bạn mày. Không phải của mày, tao quăng đi cho rồi. Tao chỉ xin mày đúng một điều. Nhường lại em Kiều cho tao. Chở nó về nhà con Kiều. Dạ. Cảm ơn mày. Đây. Mày thấy chứ, mẹ mày. Hàng của ông Hùng mày cũng dám ăn hả? Sao không biết vậy? Thử là biết liền. Chỉ có ông Hùng mới có loại hàng này. Từ trước giờ tao toàn mua hàng đá về chế lại. Bây giờ tao bán rẻ lại, ông muốn bao nhiêu? Bao nhiêu tao cũng không mua. Tao còn chữa đất để tao sống nữa mày biết không? Hả? Chuyện gì đó ông bạn? Nói hay quá. Thì phải tí xíu hả? Ăn cắp hàng của Hùng của mày. Mày hả? Mày làm cái gì vậy? Mày hả? Tưởng tao làm ăn đó. Giờ hết chỗ tao làm ăn rồi, tính sao đây? Thì bồi thường hậu hĩnh, có gì đâu. Làm ăn được không anh? Tôi biết ông Hùng sẽ để mắt đến tôi. Tại vì ông nổi tiếng. Không dám, không dám. Tóm lại là giá bao nhiêu? 8.500 một bánh. Coi như ông là đại lý cấp 1, giao hàng tận nơi. Chất lượng và số lượng thì khỏi chê. Tôi biết ngày này sẽ đến với tôi, nhưng mà 8.500 thì cái giá quá cao. Nếu 7.000 tôi có thể suy nghĩ lại. 7.000 là giá trong rừng. Tôi chỉ cần 1-2 triệu là sẽ đưa nó về tới đây. Tức là không hợp tác. Rồi sao? Cũng hên á. Hên á là nó bắn sượt qua thôi. Nó bắn chuẩn chút xíu là ngon rồi. Bắn chuẩn vô đây chút xíu là đi cái tai nè. Vô đây sâu chút xíu là nghe cái câu: chúng tôi đã cố gắng hết sức, chôn hay thiêu là tùy gia đình. Ôi dạ. Gì vậy cha? Tôi đang chăm sóc cho nó mà. Bậy rồi. Bậy gì? Nè, ông coi mấy ngón tay ông có bị tê không? Cử động bình thường được không? Cử động bình ức. Còn mạnh quá. Anh có bị gì không? Để tôi băng bó luôn thể. Nè, nói gì thì nói á, tôi cũng có lời khen á. Lính của anh A Lý á, toàn là thứ trâu bò gì không à. Ráng khỏe nghe. Trời ơi, không đau gì luôn hả? Trời ơi,
cái thứ gì đâu không mà, không phải con người. Công nhận ca này xương quá. Ca nào không xương? Ca nào khó thì phải có mặt tao. Tao cũng đâu có dễ gì. Mới xử một đứa, đứa còn lại tới ngày gặp bà Hạnh thì nó cũng lên hương luôn. Vậy là nó lấy luôn địa bàn mà tao mới hạ thằng Tàn đó phải không? Còn thằng Thắng Bia nữa. Mày tính xử sao? Cho nó vô danh sách đen, để cho mấy ổng xử. Để cho đứa đỏ xử luôn hả? Ừ. Tụi nó ghê lắm sao? Phải nói là máu lạnh. Đàn bà trẻ em gì cũng không có tha. Con người ta chưa đẻ cũng lôi ra giết luôn. Nói chung là xuất quỷ nhập thần lắm. Mà mấy thằng nội gián á, chết còn thảm hơn như vậy nữa. Muốn chết không được, muốn sống cũng không xong. Mày nói vậy là ý gì? Tại sao mày cứ đòi gặp ông Trương Hùng? Tao muốn có tiền, tao muốn được thăng chức giống như mày. Mày khác tao. Tao có bằng chứng để chứng minh mày làm tay trong cho người khác. Mày nói vậy là sao? Bấm số 1 gọi nhanh để gặp bạn mày. Mỗi ngày chỉ được mở máy vào giờ này, 15 phút sau tắt máy. Mày nói gì tao không hiểu. Tao đã để ý mày từ cái ngày mà mày bị phê thuốc rồi. Tao đã gọi 2 lần rồi có người bắt máy. Nói cho tao biết bạn của mày là ai. Bắn tao đi. Mày bắn tao á, mày cũng không yên đâu. Mày tưởng tao không dám bắn mày hả? Camera trước mặt mày kìa. Mày bắn tao đi. Hả? Mày làm loạn hả? Mày... Dừng lại. Đây là lời nhắn của ông Hùng. Nếu hai đứa bay còn gây sự với nhau, ta sẽ bắn bỏ để phòng ngừa sự cố. Nhắn gửi thôi mà, có cần phải mạnh tay như vậy không? Điên hết rồi hả? Tự nhiên vô đây bắn giết lung tung vậy. Tất cả tụi bay đều bị cảnh cáo nên mới ra nông nổi như vậy. Tội trạng của tụi bay đi, đừng để tao gặp lại bất cứ một thằng nào nữa. Nếu không thì lần sau không có mạng để về đâu. Chỉ Kiệt Minh Dế tranh giành gãy gú cản trở nhau trong công việc, thỉnh thoảng là mất nửa bánh ở hẻm Hương Giang dằn mặt đánh nhau. Thôi đi ông ơi, đừng có đọc nữa, không mất bạn là mai phước lắm rồi. Lượn đi, còn mày nữa biến đi. Có cần thiết phải vậy không? Tức là bây giờ mày từ chối giao kẹo đúng không? Thì tao đã nói rồi, bây giờ nếu như mày nói cho Ali biết á, thì tao đưa ông anh kết nghĩa tao qua, ba mặt một lời. Mày muốn làm thì mày đã làm từ lâu rồi. Thì bởi vì ông không thích làm giang hồ thôi. Vậy thì tại sao một ngày ông chỉ mở máy 15 phút? Thì giờ ông ấy không thích ông giao du với tao. Vậy là mày vẫn muốn tranh giành với tao đúng không? Thằng nào có năng lực thì được gần ông Hùng, vậy thôi. Tức là mày vẫn coi tao như là đối thủ. Vậy thì cột chân hai thằng vô làm chi vậy trời? Mày tưởng tao thích lắm hả?
Ê, nói chuyện giống công an quá ha. Cầm cái này bỏ vô ba lô, quăng xuống đất, tí công an lại giải quyết. Mày không sợ có dấu vân tay của tao và mày trong này à? Tao có hợp tác với công an mà. Sao mày không bắn ổng luôn cho rồi? Giết được mạng người là ám ảnh cả đời. Dạo này tao mất ngủ dữ lắm. Có gì để công an giải quyết đi. Cười quái gì? Tao cứ tưởng mày có máu lạnh giống như đồi đỏ chứ. Tao cũng là người mà. Mày hợp tác với công an như vậy, tụi nó có nghi ngờ không? Nghi ngờ gì? Đâu ai biết, đâu biết bắn chết tao làm sao. Thực ra là tao chỉ điểm cho công an thôi. Tại thằng đó người ta theo dõi lâu rồi mà chưa có bắt được. Vậy là mày chơi trò hai mang hả? Đang kiếm con Lam vô đúng không? Ờ. Mày suy nghĩ chuyện tao hỏi chưa? Có lợi gì cả hai đó. Số điện thoại đó là của anh Kết Nghĩa tao. Anh Kết Nghĩa mà làm gì giấu như mèo giấu cứt vậy? Tin hay không tùy mày. Tao đánh mày á, vì tao ghét ai uy hiếp tao lắm. Thì tùy mày thôi. Tao nói cho mày biết, nếu như A Lý nghi ngờ mày, mày khỏi ngóc đầu lên trong băng này. Mày giấu giùm cho tao thì mày được lợi gì chứ? Sòng phẳng thôi. Mày mà rút lui thì đỡ một thằng đối thủ cạnh tranh khi A Lý tiến cử cho ông Hùng. Tại sao mày muốn làm việc với Trương Hùng? Mà mày cũng vậy thôi. Hay là mày có lý do gì khác? Đừng đánh nữa. Mẹ, vợ chồng tôi không có liên quan, mày không tha cho. Tại thằng em nó không có nhà ở nên cho nó ở nhờ vậy. Nhưng mày biết nó là thằng buôn bán hàng trắng mà. Tôi không biết. Ông nói gì vậy? Chính tôi đã dắt cả khối người vô đây mua hàng mà ông nói không biết hả? Ông tính lật lọng hả? Còn mày, mày có biết tại sao mày ra nông nổi như vậy không? Mày gan lắm. Đã không lấy hàng của ông Hùng mà còn dám báo công an gông cổ mấy thằng nhóc lại nữa. Hàng của ông rất tốt và lại bán rất chạy. Vậy mà mày lại chứ? Bây giờ mua liền. Mày không tha cho. Chứ không phải chính mày là kẻ chúng mua hả? Tôi không có. Mày có muốn thế chỗ cho thằng em mày không? Dạ không. Tao biết mày giấu rất là nhiều hàng trong cái thùng xăng hai đáy để vận chuyển công khai trên đường ban ngày mà tránh được siêu giùm ngõ. Tôi chỉ biết kiếm sống qua ngày thôi hả? Hết giờ rồi. Xin đi ông thay cho. Lên mày. Xin đi ông thay cho. Chuyện gì cũng phải thương lượng mà. Hồi trước tôi không biết nên tôi mới làm vậy. Mày là kẻ chủ mưu. Mọi quyết định giao hàng và kế hoạch đều do mày bày ra đúng không? Nhưng nó là người làm hết mà.
mày thấy thằng anh của mày không? Hay tại vì mày chỉ là em vợ của nó nên nó mới nhẫn tâm với mày như vậy? Nếu mày lên làm trùm thì mày có lấy hàng của ông Hùng hay không? Dạ có, dạ có. Mày đừng nói là vì mày sợ tụi tao đó nha. Đó cũng là lý do, nhưng dù sao hàng cũng nhanh, tốt lắm, nhiều người mua lắm. Thằng này vừa thông minh mà lại biết thời thế. Dạ. Đừng giết tụi ba. Chúc mừng mày gia nhập đường dây của Hùng. Mấy ổng gấp vậy sao hẹn mình ra đây? Chắc là xử thằng nào để dằn mặt đó mà. Dám cá như mày là mấy thằng này mới bị xử. Từ hôm nay chỉ tập hợp những đứa có số má thôi hả? Bộ tao già lắm hả? Ủa, chân anh bị sao vậy? Tai nạn thôi, đừng có nhiều chuyện. Chắc mấy ngày qua anh em mệt mỏi lắm rồi. Thật sự là tôi cũng rất bất ngờ khi lỗi lõ không chừa một ai. Nhưng đây là cách trừng phạt nhẹ nhất trong các cách của ông Hùng. Dù sao A Lý tôi cũng rất lễ phục ông Hùng. Dù ở xa xôi cách mấy, ông cũng lắm kỹ được từ việc nhỏ tới việc lớn, kể cả những chuyện tình cảm liên quan tới anh em tay chân. Từ lai chúng ta phải chú tâm vào công việc hơn nữa, tuyệt đối không để xảy ra bất cứ một sai sót nhỏ nào. Tập trung và nâng cao công việc lên một tầm cao hơn nữa. Nói hay quá ha. Địa bàn có bao nhiêu đó hộ khẩu thôi, nguyên khu có bao nhiêu đó người, có bao nhiêu đó nhân khẩu, lấy đâu ra mà phát triển hả? Cho mấy đứa con nít nghiện luôn đi. Ông Trương Hào nói luôn. Vì vậy ông Hùng đã giao chúng ta một nhiệm vụ mới. Trong vòng 2 tháng tới, chúng ta phải lấy hết địa bàn này, đồng thời kết nối hết tất cả những tay chùm sỏ ở các vùng lân cận, xây dựng lường dây vững chắc xuyên quốc gia. Anh ơi, cái đó trước đây mình có rồi mà. Tôi nói chuyện qua lấy hàng từ gốc, hoặc là theo nhóm khác hết rồi. Hàng của ông Hùng giá cao lắm. Vì vậy chúng ta phải xây dựng lại từ đầu, củng cố lại từ gốc, bắt đầu lại từ đầu. Vậy là có đổ máu nữa hả? Anh em tôi đổ máu nhiều rồi nghe. Các ông không cần phải tốn sức. Đây là một nhiệm vụ quan trọng, cũng là một cơ hội cho những người đang muốn thăng tiến. Tụi bay có thể tuyển thêm anh em, ngay cả những người dưới trướng của ba ông Trường. Ai muốn thăng quan tiến chức thì có quyền tham gia. Sau đó chúng ta sẽ bốc thăm, chia liệp hàng, tùy nghi mà hành lộng. Miễn sao mà nắm được quyền quản lý và phân phối hàng thôi, đúng không anh? Đúng. Đây là cơ hội để cho tụi bay chứng tỏ bản thân, để tao tiến cử cho ông Hùng một người trong thời gian tới. Hay anh cho em xin ít tiền nha. Con làm vô đâu. Hay anh nói gì vậy? Em đâu biết gì đâu. Tụi tao cần gặp con làm vô. Mày biết thì nói, không biết thì biến. Ông Thắng chỉ tụi tao tới đây, vậy là biết rồi chứ gì. Hay anh cho em lên xe đi, em chỉ đường cho.
Yên tâm đi, tụi tôi không phải công an đâu. Nhìn là biết mà, không có công an nào mà để ma túy đầy trên xe vậy hết trơn. Mẹ mày, sao để lộ quá vậy mày? Tôi đâu có mở ra đâu. Không có gì đâu, hai anh quay lại thành phố này để đổi hàng đúng không? Sao em biết? Biết sao không? Dạo này có nhiều mối quay lại thành phố này để đổi hàng vì hàng kém chất lượng. Làm vô làm ăn được quá ha. Không phải là được đâu, mà là quá phất luôn. Bây giờ mẹ của cổ không có gác kiếm nữa, mà chuyển sang lập đường dây cho cổ luôn. Làm cái nghề này còn ẵm theo con nữa hả? Làm cái nghề này còn ẵm theo con nữa hả? Không ẵm theo nó thì để nó cho ai bây giờ? Có hai mẹ con em mà. Lỡ bị công an bắt thì sao? Thì tôi cả lũ chứ sao. Bây giờ á, nó có một mình em quan tâm nó à, thấy không? Với lại á, em không có bà con họ hàng gì hết, mắc gì mà sợ. Thì em bị bắt vô tù, con em vô trại mồ côi. Ý mày muốn nói cái gì vậy? Thì nói gì đâu, ý tôi nói là không phải đứa trẻ nào ở trong trại mồ côi cũng có ba mẹ làm giang hồ. Làm vô lúc nào cũng chọn người neo đơn như vậy để cộng tác à? Cũng phải đó anh ơi. Từ lúc mà bả ra tù á, chồng bỏ, con còn nhỏ, không có công ăn việc làm gì hết. Ý anh, quẹo trái quẹo trái. Bởi vậy đó, khi mà có mối hàng nào bả đều giới thiệu cho tụi em hết. Tụi em á, lấy mối hàng rồi đem về em phân phối lại, một ngày bán mấy chục tép cũng đủ sống. Ê anh, dừng lại anh. Đây đây anh. Đó, anh nhìn qua cái hẻm bên đó đó, anh đi vô trỏng, hỏi nhà của bà Phiến với Lam Dồ, ai cũng biết hết trơn á. Ồ, thôi thôi thôi, đừng có phá. Có. Cô cầm lấy số tiền này, tìm nghề khác sinh sống cho lương thiện, đủ để cho hai mẹ con cô sống đó. Cầm lấy. Cảm ơn anh nhiều nha. Tính cũ nhân độ thế hả mày? Gì? Nhìn mặt nó mà không biết sổ khám hay sao hả? Chưa biết ức giáp gì mà khai tung tức. Thì bởi vậy mới có đứa làm giang hồ lẻ cho mày làm trùm. Mày nghĩ vụ này có chắc ăn không? Tùy. Ê nhóc, cho hỏi nhà Lâm Dồ với bà Phiến ở đâu? Đi thẳng qua đó đó. Quẹo trái, quẹo trái nữa tới. Quẹo trái, quẹo trái hả? Ừ. Chỉ đường rồi đó. Cho 5.000 đi. Cái thằng này. Trả công, trả công. Ấy da, đâu. Tao còn bẻ gãy chân của mày là coi như tao trả công rồi đó. Ở đó mà còn đòi tiền nữa hả? Ấy da, em giỡn thôi, như vậy mới chắc anh là bạn của chị Lâm Dồ chứ. Thử mau móc tiền ra coi, em báo cảnh giác hết bây giờ á. Tại sao? Chỉ có công an mới làm vậy thôi. Nè, đi đâu vậy? Đi vô nhà Lâm Dồ chứ đi đâu. Chứ vậy đó. Nè, đường này mới đúng nè. Đi thẳng vô trong đó đó. Đó, quẹo phải, đi thẳng tới xíu nữa, gặp cái lu, quẹo phải, gặp một cái nhà nhỏ nhỏ có cái mái bạc á, quẹo phải cái nữa, quẹo trái đi chừng 3 cây nữa là tới. Cái gì ba cây mày? À lộn, đi chừng 3 căn nhà nữa là tới. Bây giờ tao mới hết nghi mày là công an đó. Mày đã thấy mày dại chưa? Con nít bây giờ quỷ quá. Sống đâu quen đó mày ơi.
béo đái. Mày ngu lắm. Cái này nó kêu là cái lu nè. Mày lu hả? Cái này là cái lu nè. Ờ. Suy nghĩ một tí đi, mày hiểu không? Đi. Mày nhìn thấy gì không? Cái này là cái lu nè. Nó kêu tới cái lu là quẹo nè. Hiểu không? Quẹo đi. Đi vô. Mày xin lỗi. Hay quá ha. Hả? Thằng nào ngu? Hả? Mày quẹo trái tìm cái lu á, mày đâm đầu vô đi. Thằng ngu. Có nghĩa cái chỗ hồi nãy là cái lu. Đúng rồi, nó chắc chắn với mày là cái lu. Bây giờ mày coi tao chỉ nè, theo cái đường tao chỉ nè. Nó kêu gì? Tới mái nhà có cái bạc màu vàng đúng không? Đây nè, thấy chưa? Thấy cái này là cái bạc màu vàng nè. Mày biết phân biệt màu không? Cái thằng đó nó bị mù màu. Mày cứ đi theo tao đi. Đừng có nói nhiều nữa. Cứ cãi cãi. Đi khoảng 3 căn nữa. 1 nè, 2 nè, 3 căn. Vậy cái căn này á là căn nhà lắm vô. Hiểu chưa? Để gì? Ừ. Thằng ngu. Mày nhìn thấy cái gì đây không? Hả? Nè. Cái chỗ này còn miếng bánh mì con chó ăn hồi nãy nè. Cần tao cho mày phục hồi trí nhớ không? Ê nhóc, cho tao hỏi nhà Lâm Dồ ở đâu vậy? Mày rảnh quá ha. Vậy mày chỉ đường đi. Theo tao. Chắc là đây rồi. Vô đi. Kiếm ai? Làm vô. Có gì không? Mà công chuyện. Đóng cửa lại đi. Bà là mẹ của Làm vô hả? Đúng vậy. Làm vô đâu rồi? Nó không có ở nhà. Cần gì nói chuyện với tôi? Tụi tôi muốn giao hàng tận nơi, không giới hạn về số lượng. Cậu Dông. Wow. Đúng là trùm mà. Cái gì cũng biết. Bao nhiêu một bánh? 8.000 một bánh. Sao mắc quá vậy? Bình thường chỉ có 140 triệu thôi. Là 7.000 á hả? Đúng. Tám ngàn một bánh nó có giá của nó. Thứ nhất, đây là hàng độc, không phải hàng trôi nổi trên thị trường. Thứ hai nữa, là con gái của bà không phải ngược xuôi và mạo hiểm để đi tìm kiếm hàng. Thực ra ông Hùng chỉ muốn tạo điều kiện cho bà tham gia chung thôi. Hay là bà muốn tụi này mời bà rượu phạt? Gì? Hâm dọa bà đó hả? Nhìn kỹ xung quanh đi. Tưởng đâu có mình bà già này ở nhà chứ gì. Thôi đủ rồi, bỏ xuống xuống đi. Dám lục xe tụi này hả? Hàng của các anh không chất lượng mà hàng của tôi không mua. Hàng của ông Hùng đây. Cái gì? 8.000 một bánh đó. Vô trong nói chuyện đi. Chỉ một người mà thôi. Làm gì cho ông Hùng hả? Bộ
thường lấy tiền cho gái lắm hả? Gì? Thì tại hồi nãy vét hết tiền trong túi cho con nhỏ bồng con. À, cái đó tùy người thôi. Vậy thì cũng phải tùy người giảm giá. Thôi được, tôi để cho cô 7.800. 7.500. Ok, 7.500. Tôi nhìn cái mặt anh là tôi biết anh ok rồi. Đừng có diễn với tôi. Ok, vì cô là người đặc biệt cho nên tôi sẽ để cho cô giá đặc biệt, nhưng kèm theo một điều kiện. Điều kiện gì? Đó là chỉ được lấy hàng của tụi tôi. Ý cô thế nào? Ok, vậy là giá đã chốt ha. Ngày mai giao cho tôi 30 bánh. Nhìn gì? Tôi còn phải bán hết hàng của tôi mới lấy hàng của anh chứ. Thôi được, như vậy là thỏa thuận đã được giao kèo. Cô nên nhớ, khi đã đồng ý rồi thì không được mang hàng ở chỗ khác vào địa bàn ông Hùng bán. Nếu như để ông Hùng phát hiện thì ông Hùng sẽ không tha cho cô đâu đó. Yên tâm, ai mà dám giỡn với đại ca Trương Hùng. Cô biết như vậy là tốt. Ổn hết chưa? Nếu như đã lấy hàng của tụi này á, thì từ nay về sau cấm lấy hàng trôi nổi ngoài thị trường nữa. Nếu không ông Trương Hùng muốn xử chứ gì. Thông minh. Cảm ơn. Tụi tôi đi. Con à, dễ dàng quy phục vậy sao? Má đừng có lo, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Giải tán hết đi. Dạ, dạ. Thiệt là má không hiểu mày muốn gì nữa. Bộ má không biết gì hả? Dạo này ông Trương Hùng ổng ghê lắm. Ổng kêu sát thủ ở bên nước ngoài về xử hết mấy người mà không nghe lời ổng đó. Mày sợ ổng hả? Tránh voi không xấu mặt nào. Má dạy con mà má không nhớ. Con nói má nghe cái này nè. Bây giờ ổng đang khuếch trương sức mạnh của ổng trong giới giang hồ. Ổng cương thì mình nhu, dạy gì mình cương mình chết. Vậy là ổng để giá bao nhiêu một bánh? 7.500. Vô mua trong rừng cũng hết 7.000 rồi. Má thấy khoảng 7.200 là được rồi. Ai cấm mình lấy hàng trôi nổi ở bên ngoài, ngoài trừ hàng của ổng. Mày dám hả? Con của bà Phiến chuyện gì mà không dám làm. Mời hai anh. À, Lý. Ngồi Lê. Sao? Giật giả quá hả? Tốt lắm. Coi như là tôi bay hoàn thành công việc sớm nhất. Giỏi. Lần Lê chúc mừng khai. Mời anh. Vấn đề là em không hiểu á, anh sẽ lựa chọn thằng nào để tiến cử cho ông Hùng, trong khi hai đứa em xèo nẹo với nhau để lập công. Thì tao cho hai thằng bay giúp thăm. Gì kỳ vậy? Vậy đâu có được. Thà giờ anh phân chia nhiệm vụ đi rồi đánh giá lại. Đúng rồi anh ơi, thằng làm thằng nghĩ làm sao mà. Mình không còn thời gian lâu. Bây giờ tao có hai sự lựa chọn. Một là lên biên giới Lào để lập đường dây vận chuyển mới. Lúc đầu là do Trường làm giám sát, sau đó Lương là phụ trách sẽ làm chùm trong vụ này. Thứ hai là làm tài xế riêng cho bà Hoa, bà cô của ông Trương Hùng. Mỗi ngày báo cáo mọi việc trong nhà của bà cho tao. Tức là làm tay trong rồi. Ôi, việc này vậy hợp quá rồi còn gì nữa. Từ đầu mình gặp nó trong rừng á thì nó cũng bợ ấy mấy bà già thôi. Chuyện này ăn thua gì với nó. Tính chất công việc nói ra là biết cho ai rồi. Anh ơi. Hả? Thằng Dế nó có kinh nghiệm hơn em vì nó vào trước em.
Cái ốc quan sát của nó tốt hơn em, thôi cho nó đi làm tài xế của bà Hoa đi, còn em thì lên rừng. Cái việc đó thì đâu có cần kinh nghiệm gì đâu, mà ta không có kinh nghiệm bở đít mà, hiểu không? Thôi được rồi, quyết lệnh như vậy. Thằng Kiệt sẽ làm tài xế riêng cho bà Hoa. Thằng Minh nó kinh nghiệm hơn, nó phải lập lượng dây mới tao mới yên tâm. Được chưa? Nhưng mà sao anh nói là phải tiến cử một thằng làm việc trực tiếp cho anh Hùng? Kế hoạch thay đổi rồi. Ông Hùng nó bận nhiều việc bên bển, không có về kịp. Tụi bay lo xa làm chi? Biết lâu mai mốt ông về việc làm, rồi tụi bay có cơ hội được làm cận vệ bên ông thì sao? Thôi uống cái ly. Mày giận thật đó hả? Mẹ nó tính ra số mày sướng số tao. Sướng cái gì? Lên biên giới có nhiều cơ hội để lập công hơn. Còn mày ở đây có nhiều cơ hội để gần em Kiều hơn. Nếu như mày yêu Kiều thật lòng thì tao sẵn sàng nhường lại em Kiều cho mày đó. Tao không tin là mày đối với em Kiều thật lòng. Bởi vì cả tao và mày đều là những thằng lưu manh hết. Được, để lưu manh này mà lưu manh đó một chầu. Hả? Sẵn sàng thôi. Tại không biết tới khi nào mới gặp lại. Thật ra mày tới với em Kiều cũng vì mấy thông tin nội bộ thôi. Tao với mày có khác gì nhau chứ? Đi chơi gì mà tới giờ này mới về? Nó là Lô Hải, con trai của tôi mà cũng là cục nợ của tôi đó. Coi đó, ngoài cái chuyện thương mẹ ra, chuyện gì nó cũng hỏng hết trơn. Như vậy là giỏi rồi. Còn nhiều thằng giỏi giang ở nhà đối đãi với cha mẹ có ra gì đâu. Tôi muốn từ nay á, cậu phải theo sát nó, bảo vệ nó. Cậu làm được không? Tất nhiên là được mẹ. Rồi. Con trai yêu quý của mẹ đã về tới nơi an toàn. Thằng này là thằng nào? Vô nhà mình làm gì? Anh họ mới của con đó. Kể từ nay, con đi đâu là con phải dắt nó theo, nghe chưa? Anh họ. Mày tên gì? Kiệt. Họ gì? Con Lê Chí Kiệt. À, Lê Chí Kiệt. Tao họ Lưu, mày họ Lê. Còn mẹ của tao là họ Trương. Họ Lưu, họ Lê, họ Trương. Ba cái họ xa lắc rồi mẹ. Bởi vậy mới nói là anh họ xa. Anh họ xa cái gì? Chắc mẹ thuê nó làm vệ sĩ cho con đúng không? Cái tướng của mày như con nhái vậy mà làm vệ sĩ cái gì? Đứng lên. Con. Mày đứng lên là tao biết cái tướng mày như thế nào à. Tướng mày đâu có cửa nẻo với tướng tao. Ngồi đi. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. Anh họ. Anh họ ngồi chơi với mẹ em xíu nha. Em lên nghỉ một chút, em mệt quá. Hả? Chơi xíu rồi về. Thằng này nó theo con chừng 3 ngày là nó văng là nó biết mùi liền à. Ngày nào cậu ấy cũng say như vậy à? Đúng vậy. Kể từ khi con bồ nó bỏ đi nước ngoài tới bây giờ, ngày nào cũng như ngày nào, say với xỉn. A Lý cử cậu tới đây phải không? Đúng vậy. Cậu không hề giấu giếm điều đó à? Có gì đâu để mà giấu. Ông cử tôi qua đây để trông coi Lưu Hải, với lại giúp đỡ bà những khi cần thiết. Với lại bà cũng là cô của ông Trương Hùng mà. Ông Hùng thì đang ở xa. Thôi thì cứ tạm tin vào những lý do đó đi, để dễ làm việc với nhau hơn. Bữa nay nó sai rồi, cậu không có việc gì làm đâu. Đem xe vô cất đi, rồi về nhà nghỉ ngơi. Dạ.
À, cho tôi hỏi chìa khóa để đâu? Ở ngoài xe á, có bao giờ nó về mà cầm vô đâu. Alo, bà Đông hả? Nè, ngày hôm qua tôi thua 20 mấy ngàn đô, hôm nay cho tôi gỡ chứ. Ngửa tay ngửa chân quá rồi đó. Trời ơi, đủ tay rồi hả? Tại sao bà không kêu tôi? Ơi, chuyện thua mấy chục ngàn đô là ăn nhầm gì? Cũng tại hôm qua tôi xui thôi. Bữa nay á, nhất định là tôi phải gỡ lại. Làm gì mà cười hoài vậy? Thấy ông đẹp trai. Đẹp trai như ông mà bị một vài vết sẹo trên mặt thì uổng lắm. Mày nói vậy là có ý gì? Ông biết trước ông có bao nhiêu thằng lính theo tôi không? Ba hả? Sao ông biết là ba? Thì để mày trả lời là bất quá tam. Là 7 thằng. Tụi nó chết hết rồi hả? Thằng thứ nhất nó bị chấn thương sọ não. Thằng thứ hai thì bị đứt cánh tay phải. Thằng thứ ba thì điên điên khùng khùng vì mới bị xe tông. 4 thằng còn lại thì chưa làm được cho tôi 2 ngày thì chạy mất dép. Mày giao cho nó nhiệm vụ khó như vậy à? Từ trước tới giờ chưa thằng nào dám kêu tôi bằng mày. Vậy chứ kêu bằng gì? Kêu bằng ông chủ. Từ từ ông làm gì ông Kiệt? Ông Kiệt, với tao không ai là ông chủ hết, ngay cả đại ca Hùng ta cũng chỉ gọi là đại ca thôi. Ông Kiệt, ông làm gì chị nhanh như vậy? Từ từ thôi. Ông Hùng hả? Ông chết hả? Không uổng danh là đệ tử của ông Lý. Để tao coi mày chịu được mấy ngàn. Để coi xem mày sẽ quậy được mấy ngày. Mày đi đâu? Tới đi mày. Biến mày. Tao muốn bay hả? Có không? Đại ca. Mày đi. Thôi, tao lúc bay nha mày. Lấy lên mày. Mày còn dám tới đây nữa hả? Đó nghe. Chính mày là người đã đưa tao vô con đường nghiện ngập. Mày phải có trách nhiệm chứ. Hàng tao đâu? Trả tiền mày thiếu trước đi. Nhìn tao gì? Mày. Tiền hả? Thằng này nó giữ tiền của tao nè. Gặp nó mà lấy hả? Tới kiếm chuyện nữa hả mày? Mày mà còn thò tay vô nữa tao đập chết mày luôn đó. Đập chết tao hả? Hả? Mày cứ đánh tao đi. Đánh đi. Để mẹ tao đuổi việc thằng này. Đánh.
Mày đánh dở như hạch vậy. Ê, đánh tao tiếp đi. Nè, đánh đi. Nè, đi đâu? Ở đây chơi. Đuổi theo. Lại. Đi theo. Đi. Đi. Uống ra. Uống ra. Đi. Ê, ở lại ráng lên nghe mày, tao đi trước. Anh làm gì vậy? Làm hết hồn người ta chứ nội. Làm gì mà hết hồn? Bộ tưởng anh là ai hả? À, đang đợi thằng nào đúng không? Vậy thì thôi, chia tay. Đứng lại đó. Cái gì vậy hả? Bạc vô âm tính một thời gian rồi bây giờ về nhà gây lộn với em phải không? Ê, có gây sự gì đâu. Anh có chuyện quan trọng muốn nói. Chồn Mỹ ơi. Quỷ, mới về mà đã lợi dụng em rồi hả? Anh bắt được em đi rồi muốn làm gì làm. Thôi biết rồi. Nè, thôi biết rồi. Sao tự nhiên bây giờ bày ra cái trò này hả? Bây giờ không chỉ là bày ra mà em đã nghiện rồi. Hết đi. Không. Khỏi cần đi. Xem gan của anh lớn đến cỡ nào. Chạy hết tốc độ cho em. Anh có người yêu khác hả? Ai nói? Giác quan phụ nữ của em nói. Đâu có đâu. Chắc chắn là có đó. Bởi vì chỉ khi yêu thì người ta mới ngồi mơ màng rồi cười giống như một thằng ngốc giống như anh thôi. Mà em vừa mới thấy. Vậy tại sao em không nghĩ người đó là em hả? Bởi vì em không có cảm giác đó nên chắc chắn người đó không phải là em. Thôi đi,
lâu lâu gặp nhau toàn nói chuyện cắt cớ không à. Tính tiền. Dạ có liền. Tiền bây giờ như lá mít, ngày xưa 50.000 ăn được 5 tô. Em giận anh thật đó hả? Không có gì hết. Anh gặp em cuối cùng là có chuyện gì? Nhớ em thì về gặp em thôi, làm gì có chuyện gì. Không cần phải rào trước đón sau, nói thẳng ra đi. À, thì à, có thông tin của thằng Dế không? Hai người bị làm sao vậy? Cứ mỗi lần gặp em là người này là hỏi về người khác. Bộ muốn đội đỡ đến nhắc nhở nữa hả? Không có. Chẳng qua là thời gian này công việc đang chán lắm nè. Chán cái gì? Em nghe nói là sướng muốn chết, ở đó còn than thở. Tại em không biết đó thôi. Tin chừng thằng Hải mệt muốn chết luôn. Suốt ngày cứ gây chuyện với thiên hạ không à. Thì anh cứ kệ nó đi. Ông Hùng cũng ghét nó lắm mà. Làm sao mà kệ được? Người ta thuê anh làm vệ sĩ mà. Nó có bị gì làm sao anh ăn nói đây? Nó có chết cũng không có liên quan gì tới anh. Tại vì ông Hùng còn muốn nó chết trước nữa kìa. Thôi ăn đi rồi chở em về. Em nói vậy là sao? Tại vì ông Lâm có nói cho em biết là ông Hùng ghét nhất là bà Hoa, cho nên chắc chắn là ông Hùng cũng không ưa gì con của bà. Tại sao? Tại vì bà Hoa là người nắm thóp ông Hùng. Với lại ngày xưa bà Hoa cũng là người phản đối cái chuyện mà Trương Lão Gia đưa mẹ con của ông Hùng về sống chung nhà. À, thì đã lấy cử anh tới để giám sát bà Hoa và khử bà đi. Vậy thì tại sao không bắn một phát đi luôn cho rồi? Tại vì nếu như ông Hùng làm như vậy thì ổng sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn mặt dòng họ nữa. Còn ba người em của ổng cũng có tiếng nói riêng của họ, chứ không phải là tay chân của ổng giống như là người ta từng đồn đại đâu. Lê Chí Kiệt, anh đã bị bắt. Nhớ người yêu hả? Thì em đang đứng cạnh anh rồi mà. Đừng có nói điệu. Bọn đàn ông các anh có bao nhiêu bài tôi thuộc hết rồi. Em đang ghen hả? Ừ? Hình như vậy đó. Khi em ghen, trông em dễ thương hơn đó. Và đúng là hình như tôi yêu anh nhiều hơn tôi tưởng. Cho nên tốt nhất là anh cút xéo ra khỏi cuộc đời của tôi. Tôi nói thiệt, cút xéo ra khỏi cuộc đời tôi.
Ê nhóc. Dạ anh Kiệt. Ừ. Cái anh mà hay sửa xe cùng với tao á, mấy hôm nay có tới không? Dạ không anh, mà hôm nay em cũng không thấy anh ghé nữa anh. Rồi nếu như hôm nào gặp á, nói là tao nhắn đảnh đi uống cà phê nha. Dạ ok anh. Mà anh ơi, bà chủ á, bà nhắn anh đóng thêm tiền phí đó anh. Gì chứ, tao đã đóng cả năm rồi mà. Dạ em cũng không biết nữa. Hả, bà ra kìa anh. Ừ, xin lỗi cậu Kiệt, do tụi tôi tăng phí, có thông báo cả tháng trước mà quên nói với cậu. Mà cậu á, cũng xuất quỷ nhập thần quá. Đêm qua cậu ghé là đúng ngay giờ nghiệt, tôi đâu có gặp mà nhắn cho cậu được. Cậu thiếu bao nhiêu? Tất cả hai xe là 3.2 triệu. Rồi, đây là 4 triệu. Bà cứ giữ hết luôn. Coi như tiền bồi dưỡng cho mấy anh em đã thức khuya dậy sớm mở cửa cho tôi. Trời ơi, cậu sọp quá đi. Ai mà cũng sọp như cậu thì tụi tôi đỡ biết mấy. Còn cái ông anh mà đi với cậu bữa trước, sao dạo này tôi không thấy ghé vậy? Còn cái cậu mà ốm nhôm mà hôm qua đi với cậu, sáng nay có ghé nè. Cái thằng xì kè đó hả? Hả? Cái thằng đó bị nghiện hả? Tư, mày thấy không? Tao nhìn sơ qua là tao biết nó bị nghiện rồi mà mày không tin. Đâu có, cái thằng đó nó chỉ ốm thôi chứ nghiện đâu mà nghiện. Sáng sớm mà tao thấy nó ngáp ngắn ngáp dài, cặp mắt lờ đờ. Không có đâu, có khi là nó buồn ngủ á, mới sáng sớm mà. Nó qua đây nó có nói gì không? Thì nó hỏi về cái chuyện của cậu đó mà. Rồi bà nói sao? Thì tôi cũng nói toàn là chuyện tốt về cậu thôi, mà tôi cũng chẳng có chuyện gì để nói với nó nữa. Bà hãy cẩn thận, nó không phải là người hiền lành gì đâu, đừng có dây dưa với nó. Thì tôi cũng nghĩ là cậu không phải là hạng người tầm thường, có đúng không? Tại sao bà lại nói vậy? Tính ra nó cũng sọp lắm đó. Bữa đó nó cho tôi 1 triệu mà nó hỏi về gốc tích của cậu đó. Rồi bà nói sao? Tôi là người từng trải, tôi đâu có dễ dàng gì để những đồng bạc giấy làm mềm lòng. Mà tôi cũng không biết chuyện gì về cậu để mà nói với nó. Tốt, ăn cây nào rào cây nấy như vậy là rất tốt. Bà cầm lấy 500 này đi. Nè, tôi nói cho cậu biết nha, tôi thấy nó chơi bida ở cái tiệm bên kia đường á. Cảm ơn. Ừ. Cậu đi nha. Coi như mày kém may mắn thì lọt vào tay của tao. Tao đã nói rồi, tao với ông Hùng không có liên quan gì hết. Tụi bay đừng có nhiều chuyện. Dù mày là cháu hay người làm của nó, tao cũng giết mày. Mày có biết tại sao tao chịu nhục ở chỗ khỉ ho cò gái này không? Là do ông Hùng của mày đó. Tụi bay có giết tao cũng không có lại lọc gì đó. Ông Hùng sẽ có cớ diệt cỏ tận gốc tụi bay. Tao thắt. Đường đường tao là ông chủ giàu có đất thành phố, phải bắt tao làm lại từ đầu với đám lôi chơi lóc chóc kiếm từ đồng cắt. Theo mày, mày có chịu nổi không? Việc mày vẫn sống nhân răng đó thôi. Tao sẽ giết hết, từ đàn em, bà con dòng họ của nó, cả cháu chích của nó luôn. Nó tưởng nó là ai hả? Đi tới lại. Tưởng ai? Người quen. Mày đừng nói là mày quên tao nha. Coi như mày kém may mắn thì lọt vào tay của tao. Tao đã nói rồi, tao với ông Hùng không có liên quan gì hết. Tụi bay đừng có nhiều chuyện. Dù mày là cháu hay người làm của nó, tao cũng giết mày. Mày có biết tại sao tao chịu nhục ở chỗ khỉ ho cò gái này không? Là do ông Hùng của mày đó. Tụi bay có giết tao cũng không có lại lọc gì đó.
ông Hùng sẽ có cớ diệt cỏ tận gốc tụi bay. Tào Thất, đường đường tao là ông chủ giàu có đất thành phố, mày bắt tao làm lại từ đầu với đám lôi chơi lóc chóc kiếm từ đồng cũng cắt. Theo mày, mày có chịu nổi không? Việc mình vẫn sống nhân răng đó thôi. Tao sẽ giết hết, từ đàn em, bà con dòng họ của nó, cả cháu chích của nó luôn. Nó tưởng nó là ai hả? Chị tới lại. Tưởng ai? Người quen. Mày đừng nói là mày quên tao nha. Chạy đi, lo cho bản thân của ông trước đi, chạy tôi. Mày chết đi. Đi nhanh lên, công an tới là mang quả đó. Đây này báo nhanh lắm con. Mẹ đó, mang tí là cho ông Hùng, mà tôi không có được sơ muối gì hết. Toàn đánh đại không à. Nhanh lên. Ông nội này làm gì cũng gây tổ chút quá. Cũng phải đây phút này của tao chứ. Chỗ này làm gì có hàng mà lấy. Không biết ông bỏ nghề chưa nữa. Thì tôi cũng đã nói với ông rồi, sao ông không mua hàng cho tôi từ bọn đàn em của ông Lâm, ông Vĩnh, ông Hào là được rồi. Vậy sao mày không qua đó mua đi? Tôi không ưa ba thằng cha đó ông ơi. Mẹ tôi nói á, ba thằng cha đó nghe lời của ông Hùng trăm rắp. Mẹ tôi nói ba thằng cha đó đó là những thằng hèn, mà ông Hùng ông nổi tiếng cũng chỉ nhờ công thức đặc biệt của ông thôi, chứ không có khỉ gì đâu mà hay. Nhưng mà ông giỏi quản lý mà. Chưa chắc, thì trước mắt thấy có thời rồi đó. Nhưng mà tôi đọc báo, tôi nghe công an họ nói mafia Việt Nam mình không có được đánh giá cao. Ông cười gì? Bộ tôi nói không đúng à? Các băng đảng của Việt Nam khó mà có thể trở thành những tổ chức lớn. Thì đó, toàn làm cái chuyện gì đâu không à, vô kỷ luật, lúc nào cũng lủng củng. Làm mà cái chuyện nhỏ lẻ thì bao giờ mới trở nên chuyên nghiệp được. Nhưng mà ông Hùng có tiềm năng mà. Tiềm năng hả? Mì dịch tìm thì có. Ba ông kia mà phế truất thì ông Hùng có nước mà đi húp cháo. Sao? Sáng nay chơi chưa mà giờ đã ngáp rồi? Sáng tôi hết rồi, mà bây giờ thấy trong người mệt mệt không à. Tao cảnh báo mày nha, tao cấm mày về mày mét mẹ mày là tao chỉ chỗ cho mày lấy hàng đó. Mẹ mày mà biết là tao cấm cửa luôn đó. Biết rồi ông ơi, tôi đâu phải là con nít. Chỉ đơn giản á là ông dẫn tôi qua đây mua ma túy với giá rẻ, tôi sẽ ở nhà dài dài để ông khỏi đi theo tôi. Tôi biết ông quá mà. Làm gì vậy? Thì đi giải quyết thôi. Ông Kiệt, cái gì mà giống xác chết quá vậy ông? Nhìn ghê quá. Chết cha. Ông Phơn. Hả? Về. Vậy mình không chờ lấy hàng nữa hả? Mày vẫn muốn lấy đúng không? Đó, thằng giao hàng đó là thằng Phơn đó. Ông cho tôi xin điếu thuốc.
Nhanh lên ông nội. Quay, mày cùng không mày? Nay làm gì xui quá vậy ông? Thôi đi về đi, tôi không mua nữa đâu. Mày cũng mê tính dị đoan dữ ha. Nghĩa tử là nghĩa tận, mà cũng tội nghiệp cho ông. Ê, ông có tính báo công an không vậy? Mày bị điên à? Hả? Tính giữ mặt tao hả? Ờ ha, tôi quên, ông đang bị truy nã mà. Sao mày biết? Thì đàn em của ông Vĩnh nói. Vậy mà nói là không qua lại với ba anh em nhà họ Trương. Thì tụi nó cũng đang làm cho mẹ tôi thôi. Là sao? Ông biết nhiều chuyện đó để làm gì? Cỡ tuổi như tôi với ông á, thì tập trung ăn chơi đi, không? Đừng quan tâm tới họ. Mắc công rước phiền phức cho mình lắm, ông hiểu không? Mày ăn chơi như vậy đó, rồi cũng có ngày sẽ hết tiền. Mẹ của mày thì ở không, suốt ngày cờ bạc, tiền đâu mà chi tiêu? Ông khỏi lo, chuyện đó mẹ tôi lo cho tôi được, đúng không? Mà bây giờ ông tính đưa tôi đi đâu vậy? Chỗ ông Phương coi như là xong rồi. Bây giờ tao dắt mày vào chỗ mua hàng mới, hơi mắc nữa. Mày có đủ tiền không? Tiền không thành vấn đề. Vài ngàn đô đủ không? Được, nhưng mà chỉ được vài gram thôi. Nhưng mà đủ cho mày chơi 2 tuần. Ông giỡn hoài. Đi. Cái sớm gì mà nó im ru vậy ông? Mày hỏi tao, tao hỏi ai? Máu. Thôi đi về ông Kiệt ơi, tôi không mua nữa đâu. Đừng im đó. Người chết gì mà nằm la liệt thế ghê vậy ông? Thôi đi ra. Đừng im đó, tao giờ coi tình hình sao đã. Cơ hội của mày đó, tranh thủ hồi cũ đi. Còn lại cha, thà con để con trà một mép con chết, không đời nào tôi hôi cũ của những người này. Đặc biệt là những người bị chết quan, mắt ta mở trâu tráo à. Nhìn thấy ghê quá ông kìa. Tôi đi ra. Đi, nhanh lên. Ba, ba, trời có ma kìa. Lâm Vũ, Lâm Vũ. Tại sao lại như vậy? Là tôi đây. Anh tới đây làm gì? Tôi vừa mới tới thôi. Tại sao lại xảy ra như vậy? Đồi, đồi đỏ. Cô lại lấy hàng chỗ khác đúng không? Tôi đã cảnh báo cô rồi mà. Ông Hùng sẽ không tha cho bất cứ một ai đâu. Cô, cứu con tôi. Còn cô ở đâu? Nói lại. Đứa bé, con nhỏ chỉ được. Lâm Vũ, Lâm Vũ, Lâm Vũ. Đừng với em, đừng với em mà. Là tao đây. Em, đừng với em, đừng la nữa, đừng la nữa. Đi đi. Tao không giết mày đâu. Tại sao lại xảy ra như vậy? Tại sao? Ngươi
Bình tĩnh, nghe tôi nói đi. Cầm số tiền này, trốn khỏi đây càng xa càng tốt. Công an sẽ truy lùng đến đây đó. Nhanh lên, biến đi. Nhanh lên. Cô Duyên gặp lại. Làm gì mà lâu lắc dữ vậy cha nội? Có người báo công an rồi kìa. Có quà cho mày nè. Gì vậy? Xong hôi cũ của người chết. Tôi không xài mấy hàng này đâu. Xui xẻ lắm cha nội. Ông kiếm gì vậy? Tính kiếm công an để làm nhân chứng hả? Đừng có nói với tôi là tính lên báo làm người tốt việc tốt vậy cha. Mày còn nhớ cái con nhỏ ôm con bỏ chạy hồi nãy mà tao xém đụng nó không? Nhớ. Rồi sao? Đừng có nói với tôi là con nhỏ ẵm đứa bé mà đứa bé đó là con của ông nha. Đừng có bậy bạ. Kiếm phụ tao đi. Ông có bị thần kinh hay không vậy? Biết nó đâu mà kiếm. Muốn kiếm nó cũng phải mất cả tuần đó. Cái con nhỏ đuổi vô đồ xe mình hồi nãy kìa, bây giờ tự nhiên nằm ra giữa đường. Con này đúng là con điên. Nó muốn chết thì cho nó chết một mình, chứ đứa bé nó không có tội. Gì nữa? Thì ra cái chuyện hồi nãy là do mấy ông này làm. Bố tôi đây. Bố tôi đây. Để mày. Ông đi đâu vậy? Tôi trên xe. Để lên. Còn túi tiền sao? Đừng sợ, tôi tới đây để giúp cô, không hại cô đâu. Tin tôi đi. Bình tĩnh nào. Em bé đâu? Em bé bây giờ ở đâu? Tại sao họ lại ác độc như vậy chứ? Tôi con nít mà cũng không tha nữa. Tôi đã nói với cô rồi, mọi người làm bất cứ chuyện gì ông Hùng đều biết hết. Ông sẽ không tha cho đâu. Ông đã nói trước như vậy rồi mà. Anh biết ông ác như vậy, sao anh còn làm cho ông chi vậy? Chỉ làm kiếm sống thôi. Mà đứa bé này không phải là con của cô đúng không? Không phải con của tôi. Nhưng mà mẹ bà Lam giao nó cho tôi nuôi từ lúc còn nhỏ. Tôi coi nó như là con của tôi vậy. Vậy con của đâu? Còn con ruột của tôi hả?
Tôi đưa nó vào cơn nhi viện từ lúc nó còn nhỏ rồi. Hồi trước một mình tôi còn không nuôi nổi tôi, làm sao mà tôi nuôi con tôi chứ. Thôi thì bây giờ người đằng nào cũng chết rồi, đừng có than thân trách phận nữa. Rời khỏi đây mau, công an tới điều tra là mệt mỏi nữa. Công an hả? Chết rồi. Anh đừng. Bây giờ tôi phải làm sao đây anh? Nghe lời tôi, bây giờ đi theo tôi rời khỏi chỗ này. Tôi sẽ lo cho cô, không có nhân nhị gì hết. Đi, nhanh lên. Đi, chạy đi, nhanh lên. Mấy anh mới hồi của hả? Sao cô biết? Hàng của bà Lam kìa, có dấu hiệu đặc biệt, ai ở trong băng đều biết hết á. Ok, giờ ông tính xử lý nhỏ này sao đây? Thì đó, hàng của bà Lam giàu đó. Tôi muốn để cho cô ta tất cả, để cho cô ta đổi đời đi. À, thôi thôi, tưởng lấy đâu, tôi sợ lắm nha. Trời, sao nhiều tiền và hàng dữ vậy ông? Bởi vậy tôi mới sợ đó. Không có gì phải sợ hết đó. Cứ nói là hồi của, chuyện của ông Hùng đều muốn tất cả mọi người biết, cho nên không ai hiểu lầm cô đâu mà lo. Wow. Đưa đây, tất cả cái này là của cô, cầm lấy đi. Tránh xa nơi này, càng xa càng tốt, để cho vụ việc yên ắng đã. Tìm một việc lương thiện nào đó mà làm, rồi đón con ruột của cô về. Cảm ơn anh nhiều nha. Sao tôi không gặp anh sớm hơn? Không có gì, tất cả chỉ là cô may mắn thôi. Lên đây, đường ai nấy đi. Tôi cảm ơn anh nhiều. Nói sao? Ý gì đó thằng Tiệt đó hả? Gì không biết. Nhưng tóm lại á, là cái thằng A Lý của Momo gì đó nên mới cử cái thằng giỏi nhất của nó qua đây trông coi hai mẹ con của dì. Thôi, dì đừng có suy diễn linh tinh. Tôi nghe nói á, là nó trụ được tới bây giờ đó là kỳ tích với đám vệ sĩ khi làm cho thằng con được gì rồi. Kỳ tích gì chứ. Nhưng mà thôi, ý gì muốn nói với tụi bay á là chuyện khác, cho dì xin số của thằng Vĩnh đi. Ê, không cần đâu. Có chuyện gì á, dì nói với tôi được rồi. Không được, dì muốn gặp thằng Vĩnh có chuyện. Để dì coi tôi là người ngoài hả? Không phải, dì có một vài chuyện riêng cần nói chuyện với thằng Vĩnh, cho dì xin số nó đi. Ok, dì đợi tôi một tí. Vậy hả, dì cảm ơn nghe, hẹn gặp lại sau. Nè, ra chơi đi, sao buồn vậy? Nè, ra đó chơi đi, vui lắm mà. Đi. Đi Lâm. Ôi, có gì mà đầu rỉ vậy? Thì bà qua đó, bà cứ nằng nặc đòi xin số điện thoại của anh, nói là có chuyện gấp muốn gặp. Chắc xin tiền nữa chứ gì. Mỗi tháng chu cấp cho mẹ con bả 1% rồi, còn đổi gì nữa. Chị trách là bả có thằng con trời đánh mà đánh hoài không chết. Một tháng mấy ngàn đô chứ xài đủ không? Tôi khác ông khác, làm sao mà so sánh với mẹ con bả được. Thì dù gì cũng là người nhà, chú không lo thì ai lo? Lo cũng chừng mực thôi chứ, có đòi hổ vậy hoài ai mà đáp ứng cho được. Tao đang đi tìm cái gì cho thằng Hải nó làm trong mấy phi vụ của thằng Hùng, để mình có cớ chi phần trăm cho gì qua. Nè, bộ ông rảnh rỗi rồi ông xin nông nổi hả? Ông biết là thằng Hùng nó khùng với bả mà ông còn làm gì nữa. Nó có muốn giết tao hay không á, nó cũng phải chấp nhận một thực tế, nó là thành viên trong gia đình này. Ông quên hôm bữa nó sai đội đỏ cảnh cáo ông sao?
Nó làm như vậy là đúng. Nó không trách. Nói gì thì nói, dạo gần đây đám đội đỏ làm căng thiệt. Đi ra ngoài đường ai cũng nhìn tôi bằng cặp mắt căm thù. Nó làm như vậy chỉ để chấn chỉnh thôi. Nó mà không làm vậy, tụi kia nó lần mà. Anh Vĩnh, anh có tin nhắn. Ngày mai có cuộc họp kín, ông có đi dự không? Ngày mai tao tới một chút coi. Phải đi gặp chị Hoa. Tôi ghét cái cảnh đầu rơi máu đổ, nhất là khi thấy tụi chân tay thân tín của mình bị phạt một cách nặng nề. Thôi bỏ qua đi, ra đó chơi đi. Ha 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 ha